Vào đi. Anh này, em vừa nhận được một cuộc hẹn của đối tác mới đấy. Em phải tranh thủ đi gặp ngay mới được. Em cứ suốt ngày cắm mặt vào công việc thôi. Anh sao đấy? Nhỡ đây lại là một khách hàng tiềm năng thì sao? Mình phải nắm bắt cơ hội chứ. Cảm ơn em đã vì công ty, nhưng mà đừng làm việc quá sức nhé. Em nhớ rồi. Với cả từ nay về sau ấy, vào đây không cần phải gõ cửa đâu. Em là gì của anh cơ chứ? Nhưng mà ở công ty thì em vẫn nên giữ khoảng cách với anh mà. Anh cho phép và anh đặt cách cho em, hiểu chưa? Thế thì em thành nóc nhà của anh mất. Tất nhiên rồi, anh cho phép em cơ mà. Là anh toàn tâm toàn ý tự nguyện. Với anh, em là nhất và duy nhất của anh. Thôi được rồi, bây giờ thì buông em ra đi, để em còn đi gặp đối tác nữa. Cô là Dương. Bác là người đã hẹn cháu ra đây à? Đúng vậy. Dạ, thật ngại quá. Cháu không nghĩ là mình lại có một đối tác đứng tuổi như bác ạ. Vào thẳng vấn đề chính đi, bố mẹ cô làm nghề gì? Dạ. Người lớn hỏi thì cứ trả lời đi, sao lại ngây người ra thế? Dạ, bố mẹ cháu làm công chức nhà nước thôi ạ. Cô vào SVM lâu chưa? Cháu vào SVM được hơn 2 năm rồi ạ. Cô và chủ tịch Toàn có quan hệ như thế nào? Dạ, cháu là thư ký riêng của chủ tịch Toàn ạ. Tôi không hỏi về vấn đề ấy. Cháu chưa hiểu ý của bác lắm. Bác đang tìm hiểu về công ty cháu hay là tìm hiểu về đề tư của cháu đấy ạ? Thế cô nghĩ tôi đến đây với mục đích gì? Dạ, cháu hơi lan man một chút. Bây giờ cháu xin phép vào thẳng vấn đề chính luôn ạ. Công ty của cháu chuyên về thiết kế những dự án xây dựng. Không biết là bác đang có hứng thú về dự án nào để cháu tư vấn cho bác ạ? Tôi hỏi lại cô lần cuối, cô và chủ tịch Toàn có mối quan hệ như thế nào? Dạ, cháu là thư ký riêng của chủ tịch. Cháu đã nói ở trên rồi ạ. Cô giỡn mặt với tôi đấy à? Dạ, cháu không có ý đó đâu ạ. Nếu như bác có gì hiểu lầm thì mình từ từ giải quyết. Cháu không có ý đắc tội với bác đâu ạ. Ngồi xuống. Xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi là mẹ của chủ tịch Toàn. Cô hiểu lý do tôi đến đây rồi chứ? Bác là mẹ của chủ tịch ạ. Dạ. Cháu xin lỗi vì cháu không biết bác là mẹ của chủ tịch. Nếu mà có gì làm bác phật lòng thì mong là bác bỏ qua cho cháu ạ. Xem ra thằng Toàn nhà tôi nó cũng chỉ chơi bời với cô thôi, chứ đến giờ này mà nó vẫn chưa cho cô biết cái mặt của bà già này thì cũng tốt. Ý bác là sao ạ? Cô không hiểu tiếng người à? Tôi nói cho cô rõ, cô phải biết thân phận của mình, đừng có đũa mốc mà đòi chọi mâm son. Thưa bác, cháu xin phép bác được nói câu này ạ. Từ đầu đến giờ cháu không hề làm gì vô lễ để bác phải nói ra những câu này với cháu. Nếu như có gì hiểu lầm, mong bác cứ nói thẳng với cháu, cháu không ngại đâu ạ. Cô thích thì tôi cũng nói thẳng luôn. Với cương vị là một người mẹ, tôi cấm cô không được bén mảng gần đến con trai tôi. Tốt nhất là cô hãy tránh xa nó ra. Cô đừng dại dột mà đi quá xa rồi hậu quả khôn lường đấy. Mẹ, tại sao mẹ lại giả vờ làm khách hàng rồi hẹn Dương gặp mặt chứ? Sao? Mẹ muốn xem mắt cô ta không được à? Mẹ xem mắt kiểu gì mà người của Dương ướt nhẹp ra như thế? Mẹ còn dùng lời lẽ là tổn thương cô ấy nữa chứ. Cái loại mà nó hám danh lợi, nó đến với con chỉ vì tiền thì làm gì có liêm sỉ mà lo tổn thương hả? Mẹ thật là quá đáng. Con đứng lại cho mẹ đi. Con và Dương yêu nhau thật lòng. Con mong mẹ đừng xem vào chuyện riêng tư của bọn con nữa, có được không ạ? Là mẹ cũng muốn cho con được hạnh phúc với người môn đăng hộ đối, chứ không phải cặp kè một kẻ nghèo hèn không có tiền bạc ấy. Dương không phải người như vậy, mẹ hiểu không? Dương yêu con thật lòng, toàn tâm toàn ý vì con và vì công ty. Và vì con, Dương đã làm rất nhiều việc để giúp đỡ con. Chẳng lẽ mẹ tìm được người nào xứng đáng hơn Dương sao ạ? Con im đi, con đừng có chứng khôn hơn vịt như thế. Mẹ đẻ ra con, mẹ thừa biết con là người như thế nào. Con tuyệt đối phải nghe lời mẹ. Càng ngày mẹ càng vô lý. Con đừng có ép mẹ quá đáng. Mẹ cảnh cáo con ấy, con không được phép quan hệ với con bé nữa. Con với chàng cái nuôi bằng ngần ấy rồi, vì một con danh con mà dám chống đối mẹ.
để rồi mẹ cho con xem, sẽ trắng mắt ra. Em làm sao thế? Công ty rất cần em. Em đừng làm như vậy. Rồi sớm muộn gì mẹ anh cũng sẽ tìm cách để đuổi em ra khỏi công ty thôi. Anh giữ em làm gì chứ? Không được. Mẹ anh chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, nên mới nói như vậy. Em đừng nghĩ linh tinh nhá. Rồi cả chúng ta sẽ thuyết phục được mẹ mà. Em không muốn cứ phải nhìn thấy cảnh anh tự giày vò bản thân mình để ép mẹ phải đồng ý cho em. Em cũng không muốn là vì em mà mẹ và anh bất hòa. Không phải như vậy đâu. Rồi mẹ anh cũng sẽ hiểu ra và đồng ý thôi. Em đừng như vậy nữa nhá. Gớm. Ban ngày ban mặt mà ôm ấp nhau như thế không thấy xấu hổ hay sao? Mẹ tới đây làm gì vậy ạ? Những chuyện mà mẹ gây ra vẫn chưa đủ hay sao? Mẹ giới thiệu với con đây là My, tiểu thư của tập đoàn Kenji. My sẽ thay thế cô ta tiếp quản vị trí thư ký chủ tịch và sẽ là con dâu tương lai của mẹ. Bác đúng là tinh tế thật đấy ạ. Không được, đây là công ty. Mẹ không thể nào muốn cho ai vào thì vào, muốn cho ai đi thì đi cả. Mẹ có biết rằng công lao của Dương ở đây nó lớn thế nào không? Thế con có biết cưới được My đây con sẽ có được những gì không? Mẹ làm tất cả là vì con đấy. Con không cần, ngoài Dương ra con không cưới ai cả. Con... Bác, sao bác bảo là anh Toàn thích cháu lắm ạ? Dạo này nó áp lực công việc nhiều, cháu đừng để ý, rồi cứ để đấy bác xử lý nó. Cô còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa hả? Cút ngay đi! Mẹ! Con mà chạy theo nó, mẹ chết ngay trước mặt con bây giờ đây này! Mẹ ơi là mẹ! Bác ơi, hay là thôi ạ, cháu cảm thấy như là đang ép anh ý ấy. Nếu mà làm như thế, anh ấy càng ghét cháu thôi ạ. Con là người hiểu chuyện, nó sẽ không dám làm con buồn đâu. Rồi nó sẽ hiểu lòng thành của con. Vâng, thế thì cháu nhờ bác ạ. Tất nhiên rồi. Thôi được rồi, bây giờ con có hẹn quan trọng. Mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi. Bác ơi, anh ấy vừa lườm cháu. Hay là anh ấy giận cháu rồi ạ? Bây giờ phải làm thế nào hả bác? Cháu cũng phải thông cảm cho nó. Nó là chủ tịch, công việc bề bộn lên. Nhưng nhìn nó thế thôi chứ nó nghe lời bác lắm. Vâng, bác nói thật không ạ? Thật chứ, cháu cứ yên tâm. Cháu đúng là hiểu ý bác. Cháu còn phải học hỏi nhiều lắm đấy bác ạ. Nhà bác mà có được đứa con dâu như cháu thì đúng là có phúc ba đời. Bác cứ nói thế chứ anh Toàn có chịu cháu đâu ạ? Toàn nó đang bận công việc lu bu. Cháu đừng có nghĩ linh tinh, để rồi bác sẽ nói nó đưa cháu đi chơi nhá. Dạ vâng ạ. À, bác ơi, bố cháu ấy vừa mới khai trương một quán spa để chăm sóc da ấy. Mà cháu thấy mấy người sang trọng như bác ấy đến đấy chăm sóc da nhiều cực kỳ luôn. Hay là để lúc nào cháu bảo nhân viên, khi nào mà bác qua đấy chăm sóc da ấy thì họ sẽ chăm sóc nhiệt tình cho bác, lại còn miễn phí nữa ạ. Cái con bé này nghe mà mát lòng mát ruột. Chỉ cần là cháu và anh Toàn đến được với nhau ấy, lúc đấy bác có thể tha hồ đi mua sắm mà không cần nhìn giá nhá. Đi spa lại còn không mất tiền nữa. Đến lúc đấy chắc chắn là bác sẽ trẻ hơn với cả đẹp hơn rất nhiều đấy ạ. Thế thì bà mẹ chồng này cảm ơn con dâu tương lai trước nhá. Dạ, bác nói thế làm cháu ngại quá. Nhất định là bác sẽ phát hợp cho con với cả thằng Toàn. Cháu cảm ơn mẹ chồng tương lai ạ. Bác nghe điện thoại, tài xế của thằng Toàn nó gọi. Vâng ạ. Alo. Vâng. Sao ạ? Thằng Toàn bị tai nạn ạ. Vâng, tôi đến ngay đây ạ. Con ơi, thằng Toàn nó bị tai nạn, con đưa bác tới bệnh viện nhá. Ôi, nhưng mà bác ơi, bây giờ cháu có việc phải đi gấp rồi, hay là để cháu gọi xe cho bác nhá. Ừ, thế được rồi. Thank you.
ăn xong ý thì nằm nghỉ đi. Chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra thăm khám rồi thay băng cho anh. Anh biết rồi. Anh uống nước xong ý thì nằm nghỉ ngơi, em ra ngoài dọn dẹp bếp một chút nhá. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Mấy ngày nay em nghe cái câu cảm ơn này chán rồi. Nếu mà cảm ơn thật ý thì cái chân của anh phải mau khỏi, đi lại được đi thì như thế gọi là cảm ơn em chứ. Có khi là anh cứ muốn rằng mình bị mãi thế này. Anh nói như thế bác lo cho anh lắm đấy. Mẹ thì quan tâm gì anh đâu chứ. Mẹ chỉ muốn anh mau khỏi đi, còn ép anh cưới cái cô Kenji kia kìa. Chứ có yêu thương gì anh đâu. Có khi là anh cứ muốn thế này mãi để em chăm sóc thôi. Anh làm sao ấy, ở ngoài kia nhá còn bao nhiêu điều tốt đẹp, tại sao anh cứ phải tự giày vò rồi nhốt mình trong bốn bức tường thế này. Anh mặc kệ hết. Đối với anh nhá, để ở bên cạnh em thì cuộc đời này mới có ý nghĩa. Từ khi mà anh bị thế này á, anh làm đúng hơi nhiều đấy nhá. Thôi được rồi, bây giờ anh nằm nghỉ đi. Vừa nãy em nấu cháo cho anh xong, xong nồi ở bếp vẫn còn để tơi bời ở đấy. Bây giờ em ra dọn đã nhá. Chân con đỡ chưa, sao rồi? Mi nó đến thăm con này, nó lo cho con lắm đấy. Anh Toàn này, em có mua nhân sâm đến bồi bổ cho anh, em vừa bảo Dương làm rồi đấy. Dương không phải là ô xin đâu, các người đừng bắt nạt cô ấy. Là nó tự nguyện chứ có ai bắt đâu. Mà đấy là tấm lòng của Mi, con nhận lấy cho Mi vui chứ. Con không cần. Cái thằng, thôi chịu khó ăn uống cho nhanh lại người rồi tính tiếp. Mình đi ra ngoài đi con, trong người nó đang mệt khó chịu để cho nó nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bác có chuyện gì muốn nói với cháu ạ? Mày nói đi. Có phải là mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nên là anh Toàn mới lạnh nhạt với tao như thế đúng không? Giá như không có sự xuất hiện của cô trong cái nhà này thì My đã là con dâu của tôi rồi. Đúng là oan nghiệt. Cháu không biết là cháu đã làm điều gì khiến bác ghét cháu như vậy. Nhưng mà cháu đã rất cố gắng rồi, mong bác thông cảm ạ. Thông cảm á? Cô có biết là cô mắc lỗi gì không? Lỗi của mày là nghèo. Thế mày nghĩ là mày đủ khả năng để bước chân được vào cái nhà này làm dâu à? My nó nói đúng đấy. Cô ở trong cái nhà này chỉ để tôi đỡ phải thuê người giúp việc thôi. Cô cầm lấy đi. Trong này có 5 tỷ đấy. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho cô kiếm một tấm chồng để an nhàn sung sướng cả đời đấy. 5 tỷ đấy. Nghĩ cho kỹ đi. Đối với bọn tao thì có thể 5 tỷ nó không là gì, thế nhưng đối với mày ấy, nó có thể mua được rất nhiều thứ, trong đó có cả hạnh phúc đấy. Có những thứ không mua được bằng tiền, nhưng cô cứ thử dùng nhiều tiền xem, chắc chắn sẽ mua được đấy. Cháu tuy không giàu thật, nhưng mà số tiền này bác nhận lại đi ạ. Sao? Chê ít hả? Bác ơi, hay là bác đưa thêm cho cô ta đi ạ. Cháu không tin là trên đời này lại có loại người chê tiền đâu. 7 tỷ giá cuối cùng. Một là cô nhận, hai là cô chẳng được gì ngoài sự ê chề đi ra khỏi đây. Cháu xin phép. Cô dám à? Đủ rồi. Anh Toàn, em đã bảo là anh nằm nghỉ ở trong kia đi, anh ra đây làm gì? Anh không thể nào ngồi yên và nhìn em bị ức hiếp như vậy được. Toàn, con nói cái gì thế hả? Mẹ đang bênh vực con, chứ ức hiếp gì cô ta chứ. Mẹ thôi đi. Con nhắc lại một lần nữa, Dương là người mà con sẽ cưới. Mẹ đừng ép con nữa, vô ích thôi. Con điên rồi, con bị lẫn rồi. Mi nó có gì không tốt chứ? Nó có đầy đủ mọi thứ con cần. Còn cô ta có gì? Mẹ làm cho con trai mẹ
Thành ra thế này rồi mà mẹ vẫn chưa vừa lòng hay sao ạ? Mẹ nhìn cô ta đi, từ lúc cô ta nạn đến bây giờ, cô ta làm được gì cho con nào? Hay tất cả mọi việc đều là nhờ Dương đây chăm lo cho con chứ? Là cô ta tranh làm chứ đâu phải là em không muốn làm đâu. Đấy, con thấy chưa, chỉ là cô ta trả vờ như thế để lấy lòng con thôi. Mẹ có biết không, bác sĩ nói với con rằng ấy là con sẽ bị tàn tật suốt đời. Mẹ hỏi cô ta đi, liệu cô ta có đồng ý chấp nhận một người chồng que quặt như con không? Sao bác lại nhìn cháu ạ? Trên đời này có gì không mua được bằng tiền đâu, cứ mua cái chân giả lắp vào là xong mà. Đấy, mẹ nghe cô ta nói đi, rồi liệu rằng nhá, cô ta có chăm lo được cho mẹ và con không? Sao anh lại đổ hết lỗi lên đầu em như thế? Cùng lắm thì bây giờ thuê một người ô xin giống như cô ta ấy. Cùng cơm mồm. Anh, bác, bác để cho anh ta nói cháu như thế mà được à? Không ra cái thể thống gì cả. Sao bác lại nhìn cháu? Cháu nói không đúng à? Bác là mẹ mà không dạy được con mình, để cho anh ta thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm à? Cô, à, cô dám à? Sao bác lại đánh cháu? Nhà tôi không chứa chấp cái loại tiểu thư như cô nhé. Bố mẹ cô không dạy được thì để tôi dạy cô. Bà nghĩ tôi sợ à? Thế bà nghĩ là tôi sẽ chấp nhận lấy một cái người què quặt như thế làm chồng à? Đừng có mơ. Còn bà ấy, loại người như bà kiểu gì cũng sẽ gặp quả báo thôi. Mẹ, mẹ xin lỗi, là mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ạ, con biết là mẹ lo lắng cho con, nhưng mà mẹ ơi, Dương mới chính là người thật lòng với con. Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Bác xin lỗi cháu, bác đã làm cháu bị tổn thương. Mẹ sai rồi. Cháu không để bụng đâu ạ, bác đừng tự trách mình nữa. Chuyện về nhà anh ra bắt mẹ anh, em tính sao rồi? Em sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm. Nhưng mà mẹ anh hiền lành tốt tính lắm, không như em nghĩ đâu. Thì em biết là như thế, nhưng mà dù sao thì chúng mình cũng chưa có ý định kết hôn. Hay là để Thư Thư thêm một ít thời gian nữa được không anh? Nhưng mà bây giờ mẹ của anh cũng chỉ là đang muốn biết xem là mặt con dâu tương lai thế nào thôi mà, chứ có ép cưới luôn đâu mà em sợ. Nhưng mà em sợ lắm, nhỡ may mẹ anh không thích em, xong rồi bắt chúng mình chia tay thì làm sao? Mình đang hạnh phúc như thế cơ mà. Thôi được rồi, nhưng mà cái chuyện này em phải suy nghĩ đi nhá, chuẩn bị tinh thần trước đi. Khi nào mà em sẵn sàng ấy, em sẽ nói với anh. Cô nên nhớ, cô chỉ là một nhân viên quèn thôi, làm việc cho nó tử tế vào. Dạ, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, thưa giám đốc. Quy định ở công ty ấy là đi làm đúng giờ, ăn mặc thì chỉn chu kín đáo. Cô xem lại trang phục của mình đi, đừng có để bị trừ lương. Dạ, em thấy trang phục của em có sao đâu ạ. Như thế này mà là không sao à? Ngứa cả mắt. Nhân viên mà lại dám trang điểm lòe loẹt qua mặt giám đốc à? Cháu là nhân viên ở đây à? Dạ vâng. Bác mới đến công ty làm ạ? Bác là người mới nên còn lóng nga lóng ngóng. Mà cô ấy là ai thế? Đó là giám đốc của công ty cháu đấy ạ. Có phải cô ấy tên My không? Dạ đúng rồi ạ. Mà bác cảm thấy cô ấy không ưa cháu thì phải, mắng không tiếc lời. Cháu cũng quen rồi, cô ấy là giám đốc của cháu, nhắc nhở cũng chỉ là muốn tốt cho cháu. Nếu mà ghét thì chắc là cháu đã bị đuổi việc từ lâu rồi ạ. À dạ vậy. Mà... thế với ai cô ấy cũng thái độ như thế à? Cháu không rõ nữa, nhưng mà với cháu thì giám đốc hơi khắt khe ạ. Mà bác thấy bộ đồ này cũng bình thường chứ có sao đâu mà cô ấy mắng làm bác cũng thấy chột dạ. Cháu cũng thấy như vậy, nhưng mà chắc là vì giám đốc đang gặp chuyện không vui ạ, nên mới cư xử như thế. Bác cũng nên hạn chế tiếp xúc với giám đốc, không lỡ cũng gặp lúc giám đốc không vui, bác lại hứng đạn đấy. Con bé này, đạn với bom gì ở đây chứ? Bác chỉ là lao công bình thường, cô ấy gây sự với bác làm gì? Cháu cũng mong là bác cháu mình yên ổn để làm việc ở đây. Cháu xin phép, bây giờ cháu về chỗ làm việc đấy ạ. Thế thôi, cháu đi làm đi nhá. Cháu chào bác. Vào đi.
Dạ, tôi mang nước vào cho giám đốc ạ. Để đấy đi. Dạ, vâng ạ. Ôi, bà làm cái gì đấy ạ? Tôi xin lỗi giám đốc, tôi bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của bà ra. Là do tôi có tuổi rồi nên hơi nóng ngóng. Tôi xin lỗi, để tôi giặt là rồi gửi lại giám đốc được không ạ? Bà bị điên đấy ạ? Bộ đồ đắt tiền như thế này, bà cho thuốc tẩy vào rồi hỏng hết bộ đồ của tôi thì làm sao? Thưa giám đốc. Dạ, có chuyện gì thế ạ? Cô vào đây làm cái gì? Dạ, bản báo cáo đã hoàn thành rồi ạ. Mời giám đốc xem qua. Cô bị điên đấy ạ? Cô không thấy là người tôi đang thế nào ạ? Vào đây nộp báo cáo làm gì? Bác cứ để cháu ạ. Là bác sơ suất nên làm đổ nước vào người giám đốc. Dạ, bác ấy lớn tuổi rồi nên đôi khi có sơ ý, mong giám đốc thông cảm. Bộ đồ của giám đốc bao nhiêu tiền em sẽ đền ạ? Cái gì cơ? Bộ đồ của tôi ý, cả tháng lương của cô còn không đền nổi đâu. Cô nghĩ là cô làm như thế thì tôi sẽ thương hại cô đấy ạ? Dạ, không phải như vậy đâu ạ. Bác ấy là lao công, lại mới đến làm. Lương của bác ấy không có bao nhiêu, không thể nào mà đủ tiền để đền cho giám đốc được. Nên là em sẽ đền thay ạ. Thôi, không làm phiền cháu nữa, để bác đền, bác tự làm, bác tự chịu. Bác à, cháu vẫn còn ăn bám bố mẹ. Bây giờ cháu không có tiền cũng không sao, nhưng mà bác lớn tuổi rồi, bác cần phải có tiền. Bác cứ để cháu, khi nào bác có dư giả thì bác đền cháu sau cũng được ạ. Vậy cảm ơn cháu nhiều lắm. Đừng có tỏ ra thanh cao nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ báo với phòng kế toán trừ hết lương tháng này của cô, để xem là cái loại giả nhân giả nghĩa như cô ấy thì được trời cao ăn bài cái khỉ gió gì. Trước giờ tính của giám đốc đã như vậy rồi nên là cháu cũng quen. Chỉ thương bác vừa mới vào công ty mà đã bị. Cảm ơn cháu đã giúp bác. Dạ, không có gì đâu ạ. Cháu rất vui khi được giúp bác. Nói thật là bác chưa gặp một cô gái nào mà lại tốt bụng như cháu. Cháu nói thật chứ, tại vì bây giờ cháu đang làm công ăn lương. Chứ nếu cháu mà giàu, cháu rất thích đi làm từ thiện ạ. Cháu rất vui khi được giúp đỡ người khác, thấy họ vui, cháu cũng thấy vui theo ạ. Cháu đúng là một cô gái tốt bụng. Để cháu giúp bác dọn dẹp chỗ này ạ. Sao rồi ạ? Để cháu giúp bác dọn. Bác cảm ơn cháu nhiều. Anh làm em nhớ chết đi được ấy. Cứ phải lén la lén lút như thế này, em không chịu đâu đấy. Cũng là vì anh thôi đấy. Lần này đợi tên Toàn kia mất trắng, kế hoạch của chúng ta thành công ấy. SVM chắc chắn sẽ thuộc về anh. Đến lúc đấy chúng ta có thể công khai rồi. Ai đấy? Dạ, tôi vào dọn vệ sinh phòng giám đốc ạ. Này, bà đã nghe thấy cái gì rồi? Dạ, tôi đi ngang qua thấy giám đốc đang bận nên tôi... Tôi hỏi bà là bà đã nghe thấy những gì rồi? Tôi nghe thấy Toàn, thấy SVM gì đấy. Nhưng nói thật là tôi không hiểu gì đâu ạ. Loại người như bà ta ấy, quanh năm suốt tháng chỉ biết úp mặt vào cái toilet thôi. Chắc gì đã biết Toàn là ai, SVM là công ty nào. Tha cho bà một mạng đấy. Vậy tôi có thể dọn dẹp được chưa ạ? Dọn đi, dọn sạch vào. Mà nhớ nhá, giữ kín cái mồm của bà lại. Nếu không ấy, chuyện này mà lộ ra ngoài là bà biết rồi đấy. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Em đã biên soạn kỹ càng về dự án này rồi đấy. Bây giờ anh chỉ cần ký thôi. Em thấy cơ phết nhờ. Tưởng nhớ anh mới gọi anh qua đây. Ai dè là để ký hợp đồng cho em. Ai bảo em có người yêu là chủ tịch làm cái gì? Phải nhờ cho có thành tích chứ. Chả nhẽ anh không muốn em thắng trước à? Anh muốn chứ. Nhưng mà anh bảo với em rồi, về công ty anh làm đi thì em không chịu cơ. Bây giờ ấy mà em về làm với anh ý, khác nào ăn bám anh đâu. Người ta cười cho đấy. Được rồi, anh em tất được chưa? Thì thế chứ. Từ từ đã, anh đau bụng quá. Anh đi ra cửa, đi thẳng xong rồi rẽ phải là nhà vệ sinh đấy. Anh có sao không? Anh không, chắc sáng ăn phải cái gì nó hơi đau bụng một tí. Đợi anh tí nhá. Kế hoạch sắp thành công rồi.
có chuyện gì? Vào đi. Thưa giám đốc, báo cáo em đã làm xong. Mời giám đốc xem qua ạ. Này, đầu cô là đầu đất đấy à? Nói mãi tại sao không tiếp thu thế? Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Tôi không hiểu là công ty tuyển cô vào làm cái gì nữa. Đúng là cái thứ ngu lâu rốt bền khó đào tạo mà. Dạ, em... Cô làm được thì làm, còn không làm được ý thì nghỉ việc đi. Thế trưởng phòng không duyệt qua báo cáo cho cô à? Dạ, anh ấy đã duyệt rồi ạ. Anh ấy cũng khen là báo cáo chỉn chu với cả có tiến bộ hơn, cho nên em... Cái gì? Nhìn như một mớ giấy lộn như thế này mà cô bảo là chỉn chu à? Chỉn chu chỗ nào? Tiến bộ chỗ nào? Cô có làm được không? Có muốn tôi cho hai người nghỉ việc luôn không? Dạ, việc này là do em sai, không liên quan gì đến trưởng phòng cả. Giám đốc có đuổi việc thì đuổi việc mình em thôi ạ. Này, ngay từ đầu ấy, tôi đã ghét những đứa mà suốt ngày ăn diện, lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiện với đồng nghiệp rồi. Nhìn đã thấy ngứa mắt rồi, tốt nhất ý, nó có biến luôn khỏi đây đi. Giám đốc, dạ cô Dương này đã vất vả tăng ca suốt mấy ngày trời rồi. Giám đốc cũng nên công nhận công sức cố gắng của cô ấy chứ ạ. Này cái bà lao công kia, công việc của bà ấy là dọn vệ sinh và cọ toilet. Bà biết gì về việc của cô ta mà lên tiếng? Cô muốn tôi đuổi việc bà luôn không? Tôi chỉ thấy thương con bé, nó đã cố gắng hết sức mà giám đốc... Tôi làm sao? Ở đây tôi là sếp. Tôi thích cho ai làm thì làm, còn thích cho ai nghỉ thì nghỉ. Kể cả bà luôn đấy, bà hiểu chưa? Em có thôi đi không? Em chỉ đang dạy lại nhân viên của mình thôi. Một cái đứa nhân viên quèn rốt nát lại còn được một bà lao công bẩn thỉu bênh vực nữa chứ. Đúng là cá mẻ một lứa mà. Cái người mà cô vừa chê là bẩn thỉu chính là mẹ của tôi đấy. Sao cơ? Đây là mẹ của anh á? Mẹ tới đây làm gì vậy ạ? Mẹ nghe nói là con có qua lại với cả cô đây, mà mẹ đợi mãi chẳng thấy con dẫn về để ra mắt mẹ, nên mẹ tò mò đến để xem cô ấy là người như thế nào. Ai ngờ. Tôi không thể ngờ được rằng cô là con người như vậy đấy. Cũng may mà có cô Dương đây bảo vệ mẹ. Chuyện gì thế này? Ngồi xuống đây cháu. Ôi, nhà bác vừa to vừa rộng vừa đẹp. Thế mà bác đi làm lao công, cháu cứ tưởng bác ở nhà rảnh rỗi buồn chân buồn tay nên bác đi làm cho vui ý mà. Bác đúng là hình mẫu của người xưa đấy ạ. Giống bà cháu, lúc nào cũng thích vận động tay chân, nếu mà ngồi im một chỗ là không chịu được đâu ạ. Đúng, bác cũng vậy. Nhưng mà bác sống một mình sao ạ? Bác có con trai, nhưng nó đi làm, lát nữa nó về bác sẽ giới thiệu với cháu. Dạ. Con về rồi đây mẹ ơi. Về rồi đấy à con, vào đây mẹ giới thiệu này. Ơ, anh Toàn. Dương đấy à, sao em lại ở đây? Hai đứa quen biết nhau à? Dạ vâng, Dương là đàn em khóa dưới thời sinh viên với con. Dương vừa xinh lại còn vừa ngoan lắm mẹ ạ. Ngày xưa anh Toàn ngầu lắm bác ạ. Vừa học giỏi nhá, lại còn biết đàn, hát hay nữa. Làm bao nhiêu cô chết mệt đấy bác ạ. Thật vậy sao? Vâng, hơn nữa nhá, anh ấy còn là trưởng câu lạc bộ thiện nguyện nữa cô. Vừa đẹp trai, học giỏi này, đàn hay, hát hay, lại còn có tấm lòng nhân hậu nữa. Thế sao ngày xưa hai đứa không đến với nhau? Ôi, mẹ nói cái gì thế? Chuyện qua lâu rồi mà. Với cả bây giờ con đã có người yêu rồi, mẹ đừng gái ghép linh tinh nữa. Mẹ thấy Dương đây vừa đẹp người đẹp nết này, con không ưng thì thôi, lại đi ưng cái người cứ suốt ngày trốn tránh mẹ. Tại cô ấy bận mà mẹ. Với cả là do con chỉ muốn kết hôn thôi, mẹ vội cái gì chứ. Mẹ duyệt cái Dương này rồi, con đừng có mà dẫn cô nào nữa đến, mẹ không có chịu đâu. Dạ, thưa bác, cháu thần tượng anh Toàn thật. Nhưng mà anh ấy có bạn gái rồi, nên là cháu cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh ấy ạ. Cháu lo làm gì, việc này cứ để đấy bác. Mẹ, con không biết là mẹ đang âm mưu cái gì, nhưng mà con mong mẹ đừng làm con với Dương khó xử với nhau. Là do bác vui miệng nên nói thế, anh đừng nghĩ gì nhá. Em ở lại chơi với mẹ anh nhá, anh lên phòng đây. Dương, cháu thích thằng Toàn nhà bác đúng không? Dạ, bác đừng nói thế, không anh ấy lại nghĩ là cháu mua chuộc bác đấy ạ. Nhìn cái mặt cháu đỏ như thế kia chắc chắn là đúng rồi. Dạ. Việc này cháu không phải lo, cứ để đấy, bác sẽ tác thành cho hai đứa.
Dạ. Sẽ có kịch hay để xem. Không những cô ta chửi bới mẹ và Dương mà cô ta còn tính hại cả con đấy. Con xem kỹ lại bản hợp đồng xem cô ấy có phải là có ý đồ hại công ty không. Không, anh không được xem. Vậy mà suýt nữa tôi đã tin tưởng cô đến cái mức mà sẽ ký vào đây mà không cần biết trong này viết cái gì. Hóa ra là âm mưu của cô. Anh Toàn, anh nghe em giải thích đã. Em... Một người lòng lang dạ sói như cô đã quen được một chủ tịch SVM như con trai tôi mà lại còn đi hợp tác với một gã nào đó bên ngoài để khiến nó tán gia bại sản. Cô không biết hưởng thụ à? Hay là cuộc sướng quá hóa rồ? Là tại bà ấy. Nếu như mà không có bà xuất hiện ở đây ấy, mọi chuyện đã xong rồi. Loại mẹ chồng như bà, cho dù có cưới về tôi cũng không được sống yên ổn. Bà đúng là cái đồ rắn độc. May mà có mẹ tôi vạch trần bộ mặt của cô. Cô là cái loại người đã sai, không biết xấu hổ đấy. May mà đích thân tôi đến đây, tôi mới tìm được con dâu đích thực của tôi, chứ không lại rước cái loại lỏng lang dạ sói về rồi tán gia bại sản gia đình tôi. Mẹ nói nhầm với loại người như cô ta làm gì ạ? May mà nhờ có mẹ, nếu không thì... Mẹ đã nói với con ngay từ đầu rồi là chọn Dương làm con dâu mà con... Cảm ơn em đã giúp đỡ mẹ anh. Dạ. Thực sự em cũng không biết bác ấy chính là mẹ của anh ạ. Biết thì đã không có kịch bản hay để xem rồi. Chính vì em không biết đây là mẹ của anh, mẹ vẫn đứng ra bảo vệ, đó là điều em quý trọng. Mình đi về nhà thôi ạ. Mẹ ăn trái cây đi ạ. Hôm nay con đi sớm mua được trái cây tươi ngon lắm ạ. Mẹ ăn đi. Con cũng ăn đi, ăn nhiều hoa quả là đẹp da đấy. Dạ. Mẹ bây giờ thì sướng rồi. Có con dâu bầu bạn cùng, cưng chiều hết mực nữa. Con trai mẹ sắp ra rìa rồi. Anh nói thế, mẹ giận bây giờ đấy. Thì tôi rước con dâu về để được hưởng thụ sung sướng. Thế anh lại muốn tôi hầu hạ anh suốt đời anh mới hạ dạ hay sao? Đây là vợ con, mẹ không được ức hiếp cô ấy. Mẹ đối xử tốt với em như thế, làm gì có chuyện ức hiếp được cơ chứ. Anh nghĩ rồi, em vẫn nên đi làm hơn đấy. Anh sợ em ở nhà nhiều quá, ở với mẹ anh nữa thì sắp tới anh sẽ có hai bà mẹ mất. Mẹ sẽ không cho con dâu của mẹ đi đâu hết, ở nhà với mẹ thôi. Còn chơi mẹ và vợ con thôi, chứ làm sao mà anh đã bắt em đi làm được. Em cứ ở nhà chăm lo tốt cho mẹ anh, như vậy là anh cũng vui lòng rồi. Em chán chốn thị phi công sở lắm rồi, em chỉ thích ở nhà với mẹ thôi. Mà anh cưới vợ xong hình như là anh mắc cái chứng bệnh nói nhiều thì phải. Anh đi đâu thì đi luôn đi, để cho mẹ con tôi ở nhà xem phim. Đến giờ phim hay rồi. Thế thì con cho mẹ mượn tạm vợ con đấy nhá. Tối về con đòi lại đấy. Mẹ không trả. Ừ. Mẹ. Sao rồi con? Chưa tìm được cách cứu công ty à? Thật ra là cô có người muốn giúp con. Mi là giám đốc công ty đối tác, có ngỏ ý là muốn hỗ trợ vốn để giải nguy công ty. Vậy thì tốt quá rồi. Thế Mi là người như thế nào con? Qua nhiều lần tiếp xúc thì con biết được là Mi có tình cảm với con, nhưng mà con vẫn đang giữ khoảng cách. Còn sao thế? Cơ hội tốt thì phải biết nắm giữ ngay lấy chứ. Nhưng mà bây giờ còn Dương thì sao hả mẹ? Dương đang mang thai đấy. Với cả là đang ở nhà mình mà. Chuyện này con không phải lo. Nó là người tự vác xác đến đây, mà có cưới xin gì đâu. Đuổi nó đi là xong. Nhưng mà mẹ phải giữ lấy đứa con, vì nó là máu mủ của con. Nhưng mà liệu rằng mình có chấp nhận khi biết tin là con đã có con không? Chuyện này con cứ để mẹ, mẹ sẽ thuyết phục My. Con cứ yên tâm đi. Mẹ chán cái Dương lắm rồi. Nó đã nghèo khổ, lại còn tự ý mang thai trước. Chắc chắn là có ý đồ rồi con ạ.
Sao? Kiếm Cubi hả? Mẹ làm con hơi giật mình đấy ạ. Con đang định cho Cubi ti sữa. Tôi bế nó về phòng tôi rồi. Tôi cũng cho nó ti bình rồi. Sao mẹ lại cho ti bình ạ? Cubi vẫn còn nhỏ, phải cho ti sữa mẹ thì mới tốt cho nó chứ ạ. Từ nay cô không cần phải lo chuyện Cubi nữa. Việc cô cần lo bây giờ là thu xếp đồ đạc rời khỏi nhà tôi ngay. Cô không phải bất ngờ về điều này. Tôi để cho cô ở đây là vì cô đang mang trong mình giọt máu của thằng Toàn. Còn bây giờ cô sinh nở xong rồi, hết bổn phận rồi. Mời cô ra khỏi nhà tôi. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ cho con ở lại đi. Cho con ở lại con chăm sóc cho Cubi mẹ ạ. Con xin mẹ. Cô còn tính ở đây ăn bám đến bao giờ nữa hả? Một người không nghề nghiệp, không được cưới hỏi đàng hoàng tử tế thì không được phép ở trong nhà này. Mẹ ơi, bây giờ con biết đi đâu đây hả mẹ? Việc đấy là việc của cô, tôi không cần biết. Tôi cho cô 3 ngày để thu xếp, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Con xin mẹ, con không thể sống thiếu Cubi được. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, mẹ đừng như thế. Mặc kệ cô, việc tôi cần bây giờ là cô cút khỏi nhà tôi ngay. Cô mau đi lấy mì gói mà ăn. Nhà này không còn cơm để bố thí cho người dưng như cô đâu. Con xin mẹ, con không ăn cơm cũng được. Nhưng mà mẹ cho con gặp Cubi đi. Con nhớ thằng bé quá. Cô mơ à? Cubi là cháu nội nhà này, liên quan gì đến cô hả? Anh ơi, em xin anh, anh nói đỡ với mẹ giúp em đi. Cubi là do em rứt ruột đẻ ra, không có nó em không chịu nổi. Không chịu nổi cũng phải tự chịu đi. Ai bảo ngày xưa cô sống dễ dãi, bây giờ phải tự chịu hậu quả. Được, tôi sẽ đi. Mà tôi sẽ mang con đi theo. Cô nói nghe hay nhỉ. Cô lấy tư cách gì mà đòi mang thằng Bi đi theo? Cô mau cút khỏi nhà tôi. Nếu mà không có Bi đi theo, con sẽ không đi đâu cả. Cô không cảm thấy là mình ích kỷ à? Cô là một kẻ vô dụng, không nghề nghiệp, không nhà cửa, không công việc. Thế bây giờ cô mang nó theo để làm khổ nó à? Tôi có đói thì tôi cũng sẽ tìm cách cho con tôi no. Anh không cần phải lo việc đấy. Cô bị điên rồi. Không cần đủ 3 ngày nữa, lập tức cút. Các người thật là độc ác. Các người không có tình người. Đồ hốt láo, mau cút khỏi nhà tao ngay. Được, các người hãy nhớ ngày hôm nay đấy. Nhất định các người sẽ phải trả giá. Tới đây đám cưới của con với Toàn nhất định phải tổ chức thật linh đình, mời thật nhiều khách thế mới vui chứ. Bố mẹ con đang ở nước ngoài không về được, cho nên là chuyện đám cưới của con với anh Toàn nhờ bác lo giúp luôn ạ. Con cứ yên tâm, đó là chuyện nhỏ, con với Toàn cứ lo việc ở công ty, còn chuyện đám cưới để bác lo hết. Xem kìa, mẹ với Mi hợp nhau quá đấy. Con còn nghe hai người bàn chuyện kết hôn mà nôn hết cả ruột đấy ạ. Mẹ lần đầu tiên gặp Mi là mẹ đã thấy ưng rồi. Người đâu mà người đẹp nết, lại giỏi giang đấy chứ. Kiếm đâu được một đứa con dâu như thế bây giờ. Bác cứ khen quá, làm con ngại đấy ạ. Có chuyện này bác quên chưa nói với con. Hôm trước bác về quê chơi, bác có nhận nuôi một đứa trẻ. Nó là con của một đứa cháu họ. Bố mẹ nó bị tai nạn mất cả. Nghĩ nó tội nên bác nhận về nuôi. Con có thấy ngại chuyện này không? À, con không bận tâm đâu ạ. Tội nghiệp thằng bé quá. Sau này con cũng sẽ coi nó như là con của mình. Khi nào mà con và anh Toàn có con thì cũng sẽ có người chơi cùng ạ.
Con đúng là cô gái tốt bụng. Con định là sau này khi mà lập gia đình rồi thì con sẽ giao lại công ty cho anh Toàn quản lý. Còn con thì sẽ ở nhà để chăm sóc cho gia đình thôi ạ. Em nghĩ như vậy là rất đúng đấy. Thời đại bây giờ mấy cái việc thương trường ấy cứ để ở đấy, đàn ông bọn anh lo. Còn em cứ yên phận ở nhà làm dâu hiền vợ thảo vậy được rồi. Mà em có chuyện muốn bàn với anh đây. Công ty của em bây giờ đang rất là cần vốn để nhập một nguồn hàng lớn. Cho nên là anh có thể cho em mượn giấy tờ công ty để đi cầm cố vay nợ. Sau đó một tuần sau em sẽ mang tiền trả cho anh. Lúc đấy thì em có thể giao luôn công ty cho anh. Tưởng gì, đơn giản thôi mà. Lần trước em đã giúp anh rồi. Để chiều nay đi, anh sẽ lấy giấy tờ rồi cùng với em ra ngân hàng luôn. Cảm ơn anh. Có chuyện gì mà bác và anh Toàn lại đến đây thế ạ? Toàn nó có chuyện cần hỏi con. Mi này, hơi ngại một chút, nhưng mà em có thể trả lại anh cái giấy tờ công ty được không? Bởi vì lần trước em hẹn với anh là một tuần, bây giờ đã là hơn một tháng rồi em vẫn chưa gửi lại. Giấy tờ công ty chẳng phải lần trước anh đã mang đi cầm hết rồi hay sao? Bây giờ anh tự đến ngân hàng mà chuộc lại. Nhưng mà tiền là do em nhận mà. Số tiền đấy tôi đã đưa cho Dương rồi. Sau này cô ấy cần số tiền đấy để nuôi con. Tại sao lại có Dương trong chuyện này là sao hả My? Không ngờ đúng không? Đâu phải ai cũng xấu xa như hai người đâu. Ở đây không có việc của cô. Cô đi. Dương bây giờ là trợ lý của tôi rồi. Cô ấy đã đủ tư cách để ở đây chưa? Sao cơ? Hai người không ngờ là tôi lại có được như ngày hôm nay đúng không? Sau khi bị hai người hắt hủi rồi đuổi ra khỏi nhà, tôi không trốn dung thân, phải lang thang ở ngoài đường. Hôm đó tôi đã gặp cô My đi thể dục nhưng mà bị ngất vì thiếu máu não. Rất may là tôi đã cứu cô ấy kịp thời. Cũng vì thế mà tôi đã hiểu được nỗi vất vả mà Dương đã phải chịu. Và tôi đã hiểu được dã tâm và sự độc ác của hai người. Bây giờ hai người chỉ còn cách là bán nhà thì mới mong chuộc lại được giấy tờ của công ty thôi. Cô dám? Còn một chuyện quan trọng nữa tôi chưa nhắc hai người. Hai người hãy trả lại đứa trẻ cho Dương đi. Hai người không đủ tư cách để nuôi nó. Tất cả những gì tôi đã nói, hai người đã nghe và hiểu hết rồi chứ? My à, con nghe bác nói này. Mọi chuyện không hoàn toàn như là Dương kể đâu. Bác và Toàn cũng có nỗi khổ. Con hãy nể chút tình mà. Bác không cần phải nói nhiều nữa đâu. Dã tâm của hai người tôi đã hiểu hết rồi. Nếu như hôm đấy tôi không gặp được Dương thì tôi không biết là hai người sẽ đối xử với tôi như thế nào nữa. My này, bác chưa bao giờ nghĩ là sẽ đối xử tệ với con cả. Con hãy nghĩ đến chút tình, đừng làm khó hai mẹ con bác. Giờ mà bán nhà thì bác không có chỗ để ở. Tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho Dương thôi. Còn mọi chuyện là ở cô ấy quyết định. Dương à, mẹ biết là mẹ sai rồi. Mẹ xin con, con hãy vì thằng My, vì nó cần có một gia đình. Tôi không cần hai người, tôi cũng không cần cái gia sản đó. Điều tôi cần nhất bây giờ ấy chỉ là Kubi thôi. Hai người hãy trả lại Kubi cho tôi. Hai cô được lắm. Đó là cái giá phải trả cho những kẻ có dã tâm và độc ác như hai người đấy. Dương. Hơn một năm qua con ở đây à? Vâng, phải. Căn nhà này tuy nhỏ nhưng mà cũng đầy đủ và ấm cúng. Kubi nó vừa ngủ rồi. Dương này, hôm nay mẹ đến đây có ý là muốn nhận lại cháu. Một năm qua mẹ sống trong đau khổ dằn vặt. Mẹ rất hối hận là đã xử tệ với con. Mẹ xin lỗi con. Dương này, anh xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với em. Suốt một năm qua
anh đã cố gắng thay đổi bản thân mình, chí thú làm ăn, không có bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào khác nữa cả. Anh mong rằng em cho anh một cơ hội. Mẹ rất là nhớ Kumi. Mẹ đã ăn chay niệm Phật, cầu mong gia đình ta được đoàn tụ hạnh phúc. Em hãy cho anh cơ hội để làm tròn bổn phận người làm cha, làm chồng nhé. Thật ra trong thời gian qua con cũng sống không vui vẻ gì cả. Con luôn coi đó là gia đình, nhưng mà mẹ và anh Toàn thì lại luôn hắt hủi con. Tất cả là lỗi ở mẹ. Mẹ có ăn cay cả đời này cũng không rửa hết tội lỗi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ à, con cũng muốn con mình có bố, có một gia đình trọn vẹn. Mỗi khi thấy gia đình nhà người ta sum vầy hạnh phúc, con chỉ biết ôm Kubi rồi cảm thấy tủi thân thôi. Con à, mẹ và Toàn sẽ bù đắp tất cả cho con. Anh xin lỗi, anh đã để cho em phải khổ nhiều rồi. Sự con cũng rất mong được đoàn tụ với mẹ, mong cả gia đình mình hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng thì ngày hạnh phúc mà con mong chờ cũng đã đến rồi. Con sẽ là người phụ nữ được hạnh phúc nhất định như thế.